Yeah, yeah, mình bay được rồi. Bay trên mây thật tuyệt buôn nhảy. Chúng mình sẽ có dịp đi thăm hành tinh quả bạn luôn nhỉ. Cảm ơn món quà của cậu bé hành tinh quả. Hoa băng cho chúng ta đôi cánh tuyệt thật. Ừ. Đố cậu bắt được tớ đấy. Cứ chờ đó xem con chạy đi đâu. Oh,
Chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau làm món bánh rán. Trước hết, các bạn hãy cùng tôi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh rán. Nguyên liệu gồm có bột mì, đường, đậu xanh và dầu rán. Đầu tiên, chúng ta cho bột vào bát. Sau đó, ta đổ nước vào bột. Các bạn lưu ý, không đổ nhiều nước một lúc, mà chúng ta đổ nước từ từ, rồi ngoáy đều cho đến khi thấy bột đủ độ dẻo. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng làm nhân bánh. Đậu xanh, các bạn đổ chín rồi rã nhuyễn, trộn với đường. Sau đó, chúng ta nắm thành những nắm thật nhỏ như thế này. Nào các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nặn những chiếc bánh rán nhé. Chừa cho dầu trong chảo sôi, chúng ta thả bánh vào, để nhỏ lửa, vừa đủ để bánh chín vàng. Nếu muốn bánh có hương vị thơm ngon hơn, chúng ta rắc một ít vừng lên bánh. Bây giờ chúng ta đã có những chiếc bánh trông thật hấp dẫn. Chà, thơm ngon quá. Chúc các bạn thành công và sẽ có những chiếc bánh rán thật thơm và ngon. Tuyệt quá, các bạn mình phải làm thử ngay mới được. Chắc cũng đủ nguyên liệu rồi nhỉ. Xem nào, đến công đoạn nào rồi nhỉ. Tiếp theo là cho dầu vào chảo. Đâu rồi nhỉ?
không hiểu là chiếc bánh biến đi đâu mất ấy nhỉ. Chắc chỉ ở gần đây thôi. Thủ phạm đây rồi. Mỗi cái xích đu mà cứ nhạng dị cả lên. Thế cậu có định chơi xích đu không đấy? Cái trò rửa éc đó đầy chá thèm. Chúng mình đi thôi. Chúng mình chơi trò này sẽ thích lắm đấy. Được rồi, chơi đi theo cho. Tốt rồi đấy. Được rồi. Chúng ta cùng chơi thôi. Yay, me! Thích quá!
Thích quá. Thích quá. Chàng lưu xấu tính rồi. À, chúng ta giả vờ như không biết, phải cho luôn một bài học mới được. Yên tâm, vũ khí của tớ đây. Da 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 di da, da 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 di da, da 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 di da. Bắt đầu nhé. Chúng nó sửa lại rồi à? Yeah!
Làm gì mà như bị ma đuổi thế? Xem cô cậu chạy đâu. Sao cô dám đánh tớ? Không có ý. Mày tôi sắp bắt được nó rồi, vậy mà cậu lại phá đám. Đấy rồi. Này, hai cậu cõng tớ lên với tới tổ ong. Ôi. Cậu phải kiễng chân lên, tớ mới với tới được. À, tôi có cách rồi. Hoan hô, chết mẹ. Xuống đây. Lại ra.
Uh-huh.
Tôi đã hoàn rồi.